Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến thăm một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bên xuân. Từng đôi chim trong nắng diêu xích ca hú, cành đào hé nắng tràn hoa, chim ca thương nhớ, chim ngân xa hú, hồn con ngây ngất chẳng chiều nhau theo dốc núi nơi ven đồi, chỉ thấy chim ghen lại âu im. Tới đây chân bước lòng ngập ngừng, núi non như gián thuyền sóng nước. Trên lớp sóng xuồng ai tha hương nghe xéo rắc quanh ta, cánh nhàn vào mây thiết tha, lưu luyến một trời xa. Vào mây thiên thơ,
Văn Cao là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng. Ông là sáng tác của tiếng quân ca, quốc ca của Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những gương mặt quan trọng nhất của tân nhạc. Văn Cao còn là một họa sĩ, nhà thơ với nhiều tác phẩm giá trị. Thuộc thế hệ nhạc sĩ tiên phong, Văn Cao tham gia nhóm Đồng Vọng, sáng tác ca khúc lãng mạn Bến Xuân, Suối Mơ, Thiên Thai và Chương Chi, ghi dấu ấn trong lịch sử tân nhạc Việt Nam. Sau khi gia nhập Việt Minh, Văn Cao viết tiếng quân ca, trường ca Sông Lô tiến về Hà Nội, trở thành nhạc tiêu biểu của dòng nhạc kháng chiến. Sau vụ việc nhân văn, giai phẩm, Văn Cao phải đi tập chính trị. Trừ tiếng quân ca, ca khúc của ông cũng giống như các tiểu phẩm tiền chiến khác, không được lưu hành ở miền Bắc. Đến cuối thập niên 1980, những nhạc phẩm này mới được biểu diễn trở lại. Năm 1996, một năm sau khi mất, Văn Cao được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh trong đợt trao giải đầu tiên. Ông cũng đã được nhà nước Việt Nam trao tặng huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương độc lập hạng 3, huân chương độc lập hạng nhất. Tên ông cũng được đặt nhiều con phố đẹp ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Nam Định. Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1923 tại Lạch Tray, nay là phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Nhưng quê gốc ông ở thôn An Lễ, xã Liên Minh, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Xuất thân trong một gia đình viên chức, cha của Văn Cao vốn là giám đốc nhà máy nước Hải Phòng. Thở nhỏ, Văn Cao học trường tiểu học Bona. Sau lớn lên, ông học trường trung học dòng San Jose, là nơi ông bắt đầu hòa âm nhạc. Năm 1938, khi mới 15 tuổi, vì gia đình sa sút, Văn Cao bỏ học sau khi kết thúc năm thứ hai. Ông làm điện thoại viên ở sở bưu điện tại Hải Phòng, nhưng được một tháng thì bỏ việc. Cuối những năm 1930, tân nhạc Việt Nam ra đời. Ở Hải Phòng khi đó tập trung nhiều nhạc sĩ tiên phong như Đinh Nhu, Lê Thương, Hoàng Quý. Văn Cao tham gia vào nhóm Đồng Vọng của Hoàng Quý cùng Tô Vũ, Canh Thần, Đỗ Nhuận và bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tay Buồn Tàn Thu vào năm 16 tuổi. Cùng nhóm Đồng Vọng, Văn Cao sáng tác một số ca khúc hướng đạo vui tươi tác như Gió Núi, Gò Đống Đa, Anh Em Khá Cầm Tay. Cũng trong thời gian ở Hải Phòng, Văn Cao làm quen với Phạm Di, khi đó là ca sĩ gánh hát Đức Huy. Phạm Di chính là người đã hát Buồn Tàn Thu, giúp ca khúc trở nên phổ biến. Năm 1940, Văn Cao có một chuyến đi vào miền Nam ở Huế. Văn Cao đã viết Một Đêm Đàn Lạnh Trên Sông Huế, được coi là bài thơ đầu tay. Năm 1942, nghe theo lời khuyên của Phạm Di, Văn Cao rời Hải Phòng lên Hà Nội. Ông thuê căn gác số 171, nay là 45 Nguyễn Thường Hiền, và theo học dự thính tại Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Văn Cao còn làm thơ, viết truyện, đăng trên Tiểu thuyết Thứ Bảy. Năm 1943 và năm 1944, Văn Cao hai lần xuất hiện trong triển lãm tổ chức tại Nhà Khai Trí Tiến Đức Hà Nội với các bức tranh sơn dầu, Cô Gái Dậy Thì, Sám Hối, Nửa Đêm. Đặc biệt tác phẩm Cuộc Khiêu Vũ Những Người Tự Tử được đánh giá cao và gây chấn động dư luận. Tuy được báo chí khen ngợi, nhưng tranh của Văn Cao không bán được. Ông trải qua một thời gian dài ở Hà Nội trong thiếu thốn cùng bạn bè. Văn Cao thường phải đứng bán các tác phẩm của mình trên các đường phố Hà Nội và Hải Phòng. Cuối năm 1944, Văn Cao lại gặp Vũ Quý, một Việt Minh mà ông đã quen biết trước đó. Vũ Quý thuyết phục ông tham gia Việt Minh với nhiệm vụ đầu tiên là sáng tác một hành khúc. Văn Cao đã sáng tác ca khúc đó trong nhiều ngày tại căn gác số 171, nay là phố Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, và đặt tên là tác phẩm Tiếng Quân Ca. Tiếng Quân Ca được in trên trang văn nghệ của báo Độc Lập tháng 11 năm 1944, ngày 13 tháng 8 năm 1945 Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã chính thức phê duyệt Tiếng Quân Ca làm quốc ca của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Năm 1952, Văn Cao sang Liên Xô nghiên cứu âm nhạc. Theo Hoàng Văn Chí, thì chuyến đi này làm Văn Cao thất vọng về chủ nghĩa cộng sản. Trần Gia Phụng thì miêu tả một cậu bé thở sáo bằng hai mồm, một cái được vẽ từ cách nhìn thẳng, một cái được vẽ bằng cách nhìn nghiêng, làm nền phía sau cậu bé là đông nghịt những con người. Trong một tiết tấu đầy chuyển động của nhịp chiến tranh, bức tranh này cùng với bức cây đàn đỏ vẽ một người bộ đội ôm cây đàn chủ nghĩa mà Văn Cao gửi tham gia triển lãm hội họa ở Liên Khu 3. Ông bị quy kết hình thức lai căng, nội dung thì có vấn đề về tư tưởng. Thank you.
Dù sắc dịu mùa xuân
Hồi nay